Chào các bạn, chúng ta sẽ học cái bài giảng số 2, sắc Carolier. Sắc Carolier chúng ta có công thức phân tử là C12H22O11 và nó có phân tử khối là bằng 342 dBc. Mục thứ nhất chúng ta nghiên cứu đó là trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu đó là sắc Carolier có nhiều trong đường mía và củ cải đường, đường thốt nốt. Bây giờ đây là mía này, đúng không ạ? Đây là mía này. Rồi nồng độ sắt Carolier có trong đường mía đạt khoảng 13%. 13%. Còn đây là hình ảnh của củ cải đường. Bây giờ củ cải đường thì nó có hai loại, màu trắng hoặc là màu màu đỏ. Còn dưới này là đường thốt nốt. Đường thốt nốt thì cái chất lượng đường của nó thì sẽ không bằng đường mía nha. Và trong thực tế là chúng ta thấy là khi người ta nấu bún này, nấu mì này hoặc là người ta nấu phở thì người ta thường bỏ củ cải, được chưa? Bỏ củ cải để tăng độ ngọt cho đường. Có thể là người ta không dùng này mà người ta dùng đường hóa học để tăng độ ngọt siêu đậm luôn, đà luôn ha. Rất là nguy hiểm em nha. Còn đây là cây thốt nốt. Cây thốt nốt của chúng ta thì trồng nhiều ở nước ta, thì trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nam Bộ, đặc biệt là An Giang, được chưa? Đây là trái thốt nốt khi chín và khi bổ ra thì đây là hạt thốt nốt. Đó. Thốt nốt này chúng ta có thể nó ăn giống như là gì, rau câu vậy em ơi, ăn rất là ngon nha. À. Chúng ta đến cái phần số 2. Sắc Carolier là chất kết tinh không màu vị ngọt. Để em nghe kỹ. Sắc Carolier chúng ta là dễ tan trong nước, đặc biệt là nước nóng. Được chưa? Sắc Carolier chúng ta là chất kết tinh không màu vị ngọt. Sắc Carolier chúng ta dễ tan trong nước, đặc biệt là nước nóng. Cụ thể như sau. Ở 25 độ C thì 100g nước của chúng ta hòa tan được dưới 240g đường, nghĩa là nếu 1 lít nước thì chúng ta sẽ hòa tan được khoảng 2,4 kg đường, được chưa? Bạn biết là cái gam nước này là tương ứng với lít nước, bởi vì D của nước là bằng 1, không ạ? Còn nếu mà chúng ta tăng nhiệt độ lên thì hòa tan được lượng đường là gấp đôi, được chưa? Như đó là gì? Khi người ta làm nước chanh hoặc là khi người ta muốn muốn hòa tan đường thì người ta sẽ pha trong nước nóng, thì nó sẽ tốc độ tan nó sẽ tốt hơn so với tốc độ chúng ta hòa tan trong nước lạnh. Chúng ta đến cái thứ ba. Sắc Carolier chúng ta là thức ăn cho người, là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, nguyên liệu pha chế thuốc. Đây mời. Sắc Carolier chúng ta là nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm, ví dụ như là sản xuất bánh kẹo. Cái sản xuất bánh kẹo, cái đồ ngọt của bánh kẹo chúng ta thông thường là nó được đi làm từ đường sắc Carolier. Tiếp tục, làm nước giải khát, được chưa? Làm nước giải khát. Hoặc là nguyên liệu pha chế thuốc, nghĩa là những cái vị siro này, những cái viên thuốc ngọt do trẻ cho trẻ muốn đó thì người ta sẽ hòa tan một lượng đường. Đường ở đây, có đường đây là đường sắc Carolier em nha. Đó. Tại sao không là đường glucose? Vì đường sắc Carolier chúng ta có giá trị kinh tế, được chưa? Giờ đường sắt Carolier chúng ta có giá trị rẻ hơn so với đường glucose. Đường glucose chúng ta đường nho. Đường nho thì đắt tiền hơn so với đường mía. Do đó người ta sẽ dùng pha chế thuốc là đường sắt Carolier. Về tính chất hóa học của sắt Carolier. Sắt Carolier chúng ta có 3 tính chất hóa học. Tính chất đầu tiên là phản cháy. Sắt Carolier chúng ta là C12H2O11. Chúng ta thực hiện phản đốt cháy để tạo ra CO2 và nước. Tính chất thứ hai, tính chất quan trọng nhất của nó đó là tác dụng với COOH hai lần, được chưa? Sắc Carolier chúng ta hòa tan trong COOH hai lần. COOH hai lần chúng ta là chất kết tủa màu xanh. Khi hòa tan vào trong này thì nó tạo ra dịch màu xanh đậm. Vì nó tạo ra dịch màu xanh đậm, do đó phấn này chúng ta dùng để nhận biết sắc Carolier, được chưa? Ngoài nhận biết sắc Carolier thì phấn này chúng ta còn có thể nhận biết được glucose. Glucose chúng ta cũng có tính chất này, được chưa? Nếu mà trong một bài tập mà chúng ta vừa gặp sắc Carolier vừa gặp glucose thì chúng ta sẽ nhận biết glucose bằng phấn tráng bạc, tức là dùng bạc nitrat trong môi trường ammoniac đun nóng. Còn sắc Carolier chúng ta sẽ dùng COOH hai lần. Tính chất thứ ba của sắc Carolier đó là phấn thủy phân sắc Carolier trong môi trường axit. Sắc Carolier chúng ta thủy phân tức là cần nước, môi trường axit. Ở đây axit chúng ta là chất xúc tác nhiệt độ để tạo ra hai chất có cùng công thức. Tuy nhiên đây là hai công thức phân tử khác nhau về công thức cấu tạo. Khi mình học trong hóa hữu cơ thì mình biết rồi, trong hóa hữu cơ thì gì, những chất có thể là gì, cùng công thức phân tử nhưng khác nhau công thức cấu tạo. Do đó ở đây
hai thằng này đều là C6H12O6, nhưng một thằng là glucose, một thằng là fructose, được chưa nè? Cái chỗ cái vựng số 3 này thông thường chúng ta lơ tơ mơ là chúng ta sai ngay. Chúng ta đến cái tính chất cuối cùng của saccharose, đó là tác dụng với H2E4 đặc. Phản ứng này là vận háo nước của H2E4 đặc. Nghĩa là khi chúng ta cho H2O4 đặc vào saccharose thì đầu tiên saccharose chúng ta sẽ tách ra carbon và nước. Vì H4 chúng ta của chúng ta là chất háo nước. Sau đó chính carbon này sinh ra sẽ đi tác dụng với H2O4 đặc để sinh ra CO2, SO2 và nước. Được chưa? Hiện tượng đây là gì? Hiện tượng đây là tạo ra hóa than này. Hóa than tức là sinh ra carbon này, được chưa? Và có khí mùi sốc. Khí mùi sốc ở đây là khí SO2, được chưa em? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa cho bạn một số ví dụ. Chúng ta sẽ minh họa ví dụ 1. Ví dụ này được trích trong cái bài tập số 4 trang 155 sách giáo khoa. Ở đây yêu cầu như sau. Nêu phương pháp học để nhận biết ba dung dịch glucose, rượu ethylic và saccharose. Để chúng ta nghe. Ở đây mình có ba chất. Chất đầu tiên là glucose. Glucose chúng ta có công thức là C6H12O6. Cái thứ hai chúng ta là saccharose. Xin lỗi, rượu ethylic đã. Rượu ethylic là C2H5OH. Và cuối cùng chúng ta là saccharose C12H22O11. Rồi, chúng ta có thứ tự nhận biết như sau. Chúng ta sẽ nhận biết glucose trước, sau đó nhận biết saccharose thứ hai, và còn lại là rượu. Được chưa? Cụ thể như sau. Ở đây chúng ta sẽ dùng để nhận biết glucose, như thầy đã nói là chúng ta sẽ dùng AgNO3 trong môi trường NH3. Cái ghi phản ứng thì chúng ta ghi Ag2O NH3, nhiệt độ đun nóng. Cái đó nó sẽ tạo thành C6H12O7. Được chưa? C6H12O7. C6H12O7 cộng cho hai phân tử bạc. Đây là cái tủ màu trắng bạc. Rượu ethylic và saccharose chúng ta không tác dụng. Rồi. Để nhận biết hai chất còn lại thì chúng ta sẽ nhận biết saccharose, vì saccharose chúng ta có phản ứng đặc trưng, nghe kỹ, phản ứng đặc trưng. Đó là tác dụng với COH hai lần, được chưa em? Tác dụng với COH lần để tạo ra dung dịch màu xanh đậm. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng COOH hai lần. COOH hai lần chúng ta là cái tủ màu xanh, được chưa? Rượu chúng ta không có tác dụng được với COOH hai lần. Nghe kỹ. Saccharose chúng ta không có tính axit nhưng vẫn tác dụng được với bazơ là COOH hai lần, bởi vì đây nó tạo ra một cái phức, được chưa? Là dung dịch màu xanh. Xanh đây là tủ cụ thể là nó là xanh thẳm, tức màu xanh đậm á. Như vậy chúng ta đã nhận biết được ba chất này. Bây giờ chúng ta ghi lời, chúng ta ghi như sau. Trích một dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dùng dung dịch. Thì mình ghi lời đi cho nhớ chứ không quên hết. Ở đây người ta cho chúng ta là ba thằng này đều là dung dịch. Dấu cộng đầu tiên này, đó là em ghi như thế này. Trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Trích mỗi dung dịch 1x cho một lần thí nghiệm. Mỗi lần chúng ta chỉ lấy ra một ít thôi. Tiếp tục, chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ dùng dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 đun nóng để nhận biết ba dung dịch. Hay nói khác là cho AgNO3 vào, nhưng mà nói như vậy nó dài dòng, chúng ta ngắn coi. Dùng dung dịch AgNO3 ở trong NH3 đun nóng. Để nhận biết rồi dấu cộng này, nếu mà tạo ra cái tủa, bây giờ dung dịch tạo ra cái tủa trắng bạc là glucose, không hiện tượng là rượu ethylic và saccharose. Dung dịch ở đây chúng ta có thể cho từ dư vào để cho nó xảy ra hoàn toàn nha. Dung dịch tạo cái tủa màu trắng bạc
màu trắng bạc, được chưa, là glucose. Hai dung dịch không hiện tượng là rượu etylic và saccharose. Bây giờ thầy hỏi là tại sao glucose, rượu etylic và saccharose chúng ta là dung dịch? Vì mấy thằng này là tan tốt trong nước em nha. Dung dịch không hiện tượng. Hai dung dịch không hiện tượng. Là rượu etylic và saccharose. Rồi, đó là cái thứ nhất. Ở đây chúng ta có phương trình, chúng ta ghi luôn cho thầy. Giờ có phương trình ghi luôn này. Glucose chúng ta là C6H12O6. Em đi tác dụng với Ag2O trong môi trường NH3 đun nóng. Nghe kỹ thầy nói đây, nó đây là cuối cùng nha. Lưu ý này, ở đây là đúng là dung dịch chúng ta là Ag3 trong môi trường NH3, nhưng mà bản chất tham gia phưởng đây là chúng ta ghi Ag2O nha. Rồi. Ở đây là gì? Bản chất của C6H12O6 là nó chiếm oxy, tạo thành C6H12O7 cộng cho Ag. Ag chúng ta là cái tủ màu trắng bạc. Rồi, đây là glucose. Còn C6H12O7 chúng ta là acid gluconic. Mình để cho thầy chút xíu trong cái phương trình này nữa. Thấy chưa? Đó là ở đây chúng ta cái phương này chúng ta dùng để ứng dụng, đó là dùng để nhận biết glucose có trong nước tiểu, hoặc là dùng để gì, dùng để tráng gương, bây giờ dùng phương này gọi là phương tráng gương em nhá. Ở đây có một câu hỏi thắc mắc ra cho các bạn, đó là gì, như cái bài trước mình học là gì, để nhận biết rượu etylic thì chúng ta dùng natri đúng không, như vậy trong trường hợp này dùng natri được không? Thầy khẳng định là không nha, vì bản chất là glucose, xin lỗi, saccharose chúng ta cũng tác dụng với natri, nhưng chương trình nó không nói, cho nên đây mình né nó đi, được chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ dùng cái tủa COHL màu xanh để nhận biết hai dung dịch còn lại. Chúng ta ghi dùng COOHL, cái tủa màu xanh, để nhận biết hai dung dịch còn lại. Dấu cộng này để nhận biết hai dung dịch còn lại. Dấu cộng thứ nhất, dùng cái tủa COOHL màu xanh để nhận biết hai dung dịch còn lại. Rồi, nếu mà nó tan, bây giờ dung dịch tan tạo ra cái, nếu cái tủa tan, cái rõ, nếu cái tủa tan và tạo ra dung dịch màu xanh thẫm là saccharose, cái tủa không tan là rượu etylic. Dấu cộng, nếu cái tủa tan và tạo dung dịch màu xanh thẫm là saccharose, glucose, saccharose, fructose là đường nha. Mấy loại này dơ nhưng ăn được em nha. Còn cái tủa không tan là rượu etylic. Như vậy chúng ta đã nhận biết được bài toán này. Chúng ta làm cái ví dụ cuối cùng của bài giảng này. Điều cầu chúng ta là viết phương trình hóa học trong sơ đồ chuyển hóa sau. Saccharose ra glucose và glucose chúng ta ra rượu etylic. Đây mình đặt là 1 và đây đặt là 2. Như vậy đầu tiên của chúng ta, saccharose chúng ta là C12H22O11. Từ saccharose chúng ta tạo ra glucose thì chúng ta sẽ thực hiện phưởng thủy phân trong môi trường axit. Đây là saccharose. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy như sau, thủy phân trong môi trường axit thì axit ở đây chúng ta được ra làm chất xúc tác và cần có nhiệt độ đun nóng. Nên ta tạo ra C6H12O6 cộng cho C6H12O6. Lưu ý là gì, do hai cái công thức này là công thức phân tử, được chưa?
Nhưng mà nó khác nhau về cấu tạo. Chất đầu tiên này là glucose, căng thẳng có phương trình này. Chất thứ hai chúng ta đó là fructose. Fructose có phương trình thứ hai là gì? Từ glucose chúng ta tạo ra rượu etylic, thì tính chất này chúng ta học trong bài glucose. Đó là chúng ta thực hiện vỡ lên men rượu. Glucose chúng ta là C6H12O6. Mình sử dụng phản ứng lên men rượu. Lên men rượu. Nhiệt độ lý tưởng để chúng ta lên men rượu là từ 30 cho đến 32 độ C. Khi đó chúng ta sẽ tạo thành rượu etylic và khí CO2. Cân bằng đây là 2. Đây là 2. Đây là glucose. Còn đây là rượu etylic. Đó. Đây là toàn bộ nội dung của bài giảng số 2, sắc caroger. À, trong bài này thì bạn nhớ thầy có bốn tính chất của sắc caroger thôi. Đó là vững cháy. À, tác dụng bởi COOH hai lần để tạo ra dịch màu xanh, phân thủy phân trong môi trường axit như đây. Và cái cuối cùng chúng ta đó là tính hao nước của sắc caroger bởi H24 đặc. Đó là bốn tính chất của nó.